Sáng ngày 7 tháng 4, phiên tòa xử vụ án các cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa bị truy tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai bắt đầu phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trình bày bản luận tội, phân tích hành vi sai phạm của các bị cáo trong quá trình triển khai dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên 7 bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại khoản 3 điều 229 Bộ luật hình sự và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, bị đề nghị phạt từ 6 tới 7 năm tù. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị tòa phạt bị cáo Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và bị cáo Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, mỗi bị cáo từ 5 tới 6 năm tù. Tòa đề nghị phạt các bị cáo Lê Mộng Điệp, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Văn Dẻ, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, mỗi bị cáo từ 4 tới 5 năm tù. Bị cáo Trần Văn Hùng, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường bị đề nghị phạt từ 3 tới 4 năm tù. Viện Kiểm sát xác định, trong công tác quản lý nhà nước, quá trình cho phép triển khai thực hiện dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc, 7 bị cáo là cựu lãnh đạo trên đã có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý đất đai trong việc giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất. Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo là người có trình độ, am hiểu pháp luật nhưng đã cố tình ký các quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất trái quy định pháp luật. Hành vi sai phạm của bị cáo này là tiền đề cho sai phạm của bị cáo khác. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng có vai trò cao nhất, quản lý, điều hành hoạt động chung của tỉnh, nắm được các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của toàn tỉnh nên phải chịu mức hình phạt cao nhất. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@vongphapluthtb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.